Bến Bê Sài Gòn xin gửi lời chào đến tất cả các quý anh chị nha. Bây giờ trời Sài Gòn đang rất là nắng quý anh chị. Và lớp Ly đang đứng ngay phía trước quý anh chị, đây là một cái ngã ba đường Nguyễn Thị Nhọ và đường Lữ Gia nha. Và chúng ta quẹo phải đường Nguyễn Thị Nhọ thì sẽ ra đường đại lộ Nguyễn Văn Thoại khi xưa, ngày nay là Lý Thường Kiệt đó. Và quẹo trái đây nè thì chúng ta sẽ đi ra vòng xoay Lê Đại Hành, Bình Thới ha. Và hôm nay thì cũng như thường lệ thôi, lớp Ly muốn mời quý anh chị cùng với lại lớp Ly chúng ta cùng lang thang qua những cái cung đường của Sài Gòn mình. Mục đích là để cho quý anh chị có cơ hội nhìn lại những cái địa điểm ngày xưa mình từng ở, mình từng đi qua, ngày nay nó thay đổi như thế nào ha. Và hôm nay thì lớp Ly mời quý anh chị đi lang thang một chút xíu trên con đường Lê Đại Hành, một con đường rất là lâu rồi đó. Và để xem coi đường Lê Đại Hành ngày hôm nay thì nó có những cái thay đổi như thế nào theo thời gian. Thì hiện tại đây là đường Nguyễn Thị Nhọ nè, chúng ta đi thẳng một đoạn tầm mấy chục thước thôi thì chúng ta sẽ ra được vòng xoay Lê Đại Hành. Mời quý anh chị cùng đi với lại lớp Ly nha. Ở mé bên tay trái đây là có một cái chung cư khá là cổ rồi, và có vẻ như cũng xuống cấp nhiều. Một số cái căn nhà xưa xưa. Rồi chúng ta cùng đi tới tiếp nè. Này cái chung cư có vẻ như là dân người ta cũng đi đâu hết nhiều rồi thì phải. Đó. Nhìn rất là nhem nhuốc ha. Phía đối diện thì có một số cái căn nhà nó cổ cổ xưa xưa, quay cho quý anh chị. Và đây là chùa Giác Trí ha. Chùa Giác Trí ở phía trên đỉnh nó có một có cái hình con rồng đó quý anh chị. Lớp Ly sẽ đi thẳng tới đây đi. Đi thẳng tới đối diện chùa quay cho nó rõ ràng ha. Đây. Chùa Giác Trí. Nhỏ thôi à, không có lớn. Chúng ta cùng đi ra vòng xoay. Đây có một cái ngôi trường là trường Hai Bà Trưng, trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Hai Bà Trưng, nằm trên đường Nguyễn Thị Nhọ thuộc quận Tân Bình nha quý anh chị. Bên mé bên tay trái của lớp Ly sẽ là quận 11, bên mé tay phải sẽ là quận Tân Bình đó. Cái khu chung cư cũ kỹ quá, xuống cấp nhiều rồi. Ở Sài Gòn mình thì cũng có rất là nhiều khu chung cư xuống cấp mà cũng chưa di dời hết được các cái hộ dân. Rồi phía trước của quý anh chị đây sẽ là cái vòng xoay đường Lê Đại Hành, Bình Thới, khu vực chúng ta đi Đầm Sen. Đây một cái đền thánh Vincente, Mừng Chúa Phục Sinh. Ngay cái góc vòng xoay của Lê Đại Hành.
đây là cái vòng xoay ngay đường Lê Đại Hành nha quý anh chị. Đó, hướng bên này thì chúng ta sẽ đi Âu Cơ về ngã ba Bà Quẹo. Hướng đối diện đi thẳng đây là chúng ta sẽ đi Bình Thới hướng ra Đầm Sen. Ngày xưa theo những cái thông tin mà lớp Ly tra cứu được trên internet đó, thì ở cái phía đối diện lớp Ly này, ngay chỗ này này nó có một cái con đường nữa. Đường đó nó một cái đại lộ cũng khá là lớn á. Đại lộ gì lớp Ly quên mất tiêu rồi. Mà nó có một con đường nữa nha, mà bây giờ thì không thấy biết rồi. Và hướng này chúng ta sẽ là Lê Đại Hành ha. Thì cái khu vực ở Lê Đại Hành ngày hôm nay này thì theo học giả Vương Hồng Sển á, thì xưa kia nó là một cái đồng tập trận, mà cái đồng tập trận này nó rất là lớn, khởi nguồn từ phía Phan Thanh Dạng, Lê Văn Kiệt lên tới phía trên Lê Đại Hành này luôn. Đó, sẽ có những cái cuộc diệu binh tập trận rất là lớn ngày xưa đó. Theo thông tin của Vương Hồng Sển thì lớp Ly đọc được, chia sẻ lại cho quý anh chị như vậy. Không biết là nó có chính xác hay không, mong quý anh chị có thể thông cảm nếu như không chính xác nha. Rồi chúng ta cùng đi. Trời đang nhiều gió quá, gió lớn quá. Lớp Ly sợ cái micro nó bị ồn lên. Lớp Ly đi qua bên kia đường rồi quý anh chị, tại vì bên kia gió hơi lớn và hơi nắng nữa. Lớp Ly đi qua bên này đi. Và đối diện với anh chị đang là cái trường đua ngựa Phú Thọ khi xưa đó. Và cái mặt bên này là nó nằm bên mé đường Lê Đại Hành, còn cái cổng chính lớn là nó nằm phía bên đường Nguyễn Văn Thoại quý anh chị, đại lộ Nguyễn Văn Thoại nha. Rồi, chúng ta cùng đi tiếp tục trên con đường Lê Đại Hành này để nhìn lại một số cái hình ảnh khi xưa của con đường này. Trời đang rất là nắng, mặc dù hôm qua mới có một trận mưa lớn nhưng mà vẫn rất là nắng. Đó, quý anh chị thấy không, lớp Ly đi quay như vậy nó rất là vui, nhưng mà nhiều khi nắng lắm, cũng đen thui à.
ở trên đường này có một cái quán bún đậu mắm tôm cầu gỗ cũng rất là nổi tiếng, quý anh chị có thể ghé để ăn thưởng thức luôn. Đây là những cái hình ảnh đường Lê Đại Hành ngày hôm nay. Bên cái mặt mé bên tay trái của lớp ly là một cái dãy này là bức tường của nhà trường đua ngựa Phú Thọ khi xưa thôi, ngày nay là trung tâm thể dục thể thao đó, chứ cũng không có nhà cửa phố xá gì nhiều. Đây một con hẻm của Lê Đại Hành có một cái nhà nó khá là cổ. Wow, nắng quá nắng quá. Chúng ta quay lại nhìn chút phía sau chút xíu ha. Đó, hướng đó là chúng ta sẽ tới vòng xoay Đại Hành, khu vực đường Bình Thới, đi Đầm Sen. Và đi thẳng hướng này thì chúng ta sẽ ra đường Trần Quốc Toản, đại lộ Trần Quốc Toản khi xưa nha. Đây là đường 3 tháng 2. Xa xa quý anh chị thấy có một cái khu tòa nhà rất là cao đó, nó được xây cũng khá là lâu rồi, chắc cũng tầm mười mấy năm rồi đó, ngay góc đường Trần Quốc Toản và Lê Đại Hành luôn quý anh chị. Cái đường Lê Đại Hành này nó hơi bị gió đó. Không biết là âm thanh nó có bị ồn hay không. Kia có một cái bồn nước ha. Wow, có được cái móng cây mát mừng quá. Đường Lê Đại Hành này thì ngày xưa nó cũng tên là Lê Đại Hành, còn không biết trước đó nữa thì lớp đi không biết là nó có cái tên gì đó, không biết quý anh chị nếu mà biết thì nhớ bổ sung cho lớp đi nha. Đó, cái ngôi nhà, cái tòa nhà cao cao đó quý anh chị. Ngay cái vị trí này khi xưa không biết là cái địa điểm gì nè quý anh chị. Nếu mà quý anh chị có biết thì cũng bổ sung cho lớp ly luôn nha. Ngay góc ngã ba, ngã tư đường Lê Đại Hành với Trần Quốc Toản. Nứt vào đây cho nó mát tí xíu, nắng quá. Đây là bún đậu cầu gỗ nè quý anh chị, quán này lớp ly đã ăn một lần rồi. Cứ đi như vậy thôi, biết đâu lại có những cái kỷ niệm nào đó với quý anh chị. Ở tòa nhà cao cao.
phía trước của chúng ta sẽ là đại lộ Trần Quốc Toản nha. Đại lộ Trần Quốc Toản với Lê Đại Hành. Và con đường Lê Đại Hành này thì cái mé bên kia của Trần Quốc Toản thì nó sẽ là đường một chiều. Và chúng ta không có đi xe máy vô đó được. Hôm nay là cũng đầu tháng 5. Đầu tháng 5 là chuẩn bị bước vào mùa mưa luôn rồi quý anh chị. Sài Gòn mình nó có mùa mưa thì ngập nước cũng rất là nhiều. Thành ra là mai mốt vô mùa mưa thì có vẻ như đi bộ nó nhiều khi nó cũng có một số tuyến đường nó hạn chế. Tại vì đi nhiều khi nước nó sẽ cuốn trôi chúng ta luôn. Rồi, chúng ta sẽ đi ra đại lộ Trần Quốc Toản và có lẽ là Lovely sẽ kết thúc cái video ở đó luôn ha. Đó, một chú rất là vui. Hai hai nữa. Tòa nhà cao chọc trời đấy. Đường Lê Đại Hành này thì nói cho đúng thì Lovely cũng không có biết nhiều về những cái thông tin hồi xưa. Là quay chủ yếu là để chia sẻ cái hình ảnh ngày nay của một con đường cho quý anh chị xem thôi. Phía trước đó là đại lộ Trần Quốc Toản rồi đó quý anh chị, giao với lại đường Lê Đại Hành. Và chúng ta sẽ đứng ở đó để nhìn lại một chút xíu cảnh vật ngày xưa, không biết là nó còn bao nhiêu phần trăm. Quẹo trái chúng ta sẽ đi lên vòng xoay cây gõ. Quẹo phải chúng ta sẽ đi lên vòng xoay cây gõ. Trời ơi, đi chút xíu hoa mắt rồi Lovely nói chật lắc hết trời. Quẹo trái thì chúng ta sẽ xuống công trường dân chủ.